Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí, để chào mừng hội thi ngày hôm nay, xin kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí cùng hướng lên sân khấu để thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng do đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trình bày. Thank you.
Thứ hai, đó là nội dung cách thức tiến hành cuộc thi nhằm tạo chuyển biến về đổi mới phương thức
thất thế